Trở lại với công tác phòng cháy chữa cháy, thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Võ Văn Phi, trưởng Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Đồng Nai đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thành phố về sơ kết 8 tháng triển khai thực hiện chỉ thị số 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Đồng Nai. Tại hội nghị, các sở ban ngành địa phương đã đưa ra nhiều ý kiến, trong đó nêu rõ những khó khăn vướng mắc trong công tác phòng cháy chữa cháy tại địa phương. Nổi bật là trường hợp quản lý nhà nước về sử dụng điện không đảm bảo an toàn tại các cơ sở giết mổ lậu, tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, các trường học không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, vân vân. Theo công an tỉnh, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai xảy ra 25 vụ cháy, làm chết 2 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 1 vụ cháy, tăng 1 người chết, tăng 2 người bị thương. Thiệt hại về tài sản ước tính hơn 19 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Phi yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chú trọng nghiên cứu, xây dựng phương án, giải pháp xử lý dứt điểm các công trình đang tồn tại vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy, tích cực vận động mạnh thường quân hỗ trợ bình chữa cháy cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lấy phòng ngừa là chính và thực hiện 4 tại chỗ đạt hiệu quả cao để từ đó hạn chế nguy cơ xảy ra cháy lớn, cháy đặc biệt nghiêm trọng.